Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả thương mại điện tử đối với hoạt động xúc tiến thương mại, thời gian qua, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet đã không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại và coi đó là một giải pháp quan trọng. Thương mại điện tử được hiểu là việc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương tiện điện tử. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 400.000 doanh nghiệp đã quan tâm sử dụng Internet. Tỷ lệ giao dịch qua thương mại điện tử ngày càng tăng, trung bình khoảng 15%. Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam qua thương mại điện tử năm 2015 ước đạt 22 tỷ đô la Mỹ qua hình thức chủ yếu B2B, tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp, và B2C là doanh nghiệp với người tiêu dùng. Cá nhân tôi thì cho rằng là cái thương mại điện tử B2C thì trong Việt Nam vẫn có tiềm năng rất là lớn. Thì do là thứ nhất là về hạ tầng công nghệ, rồi thanh toán, rồi logistics, tức là vấn đề về kho giao hàng. Thì tôi tin rằng là đặc biệt là tiến tới thì cái hội nhập ASEAN nữa, thì cái luân chuyển hàng hóa và cái hàng tiêu dùng sẽ rất là lớn ở Việt Nam. Với các mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến thương mại của Việt Nam với các nước trên thế giới, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC xây dựng, vận hành website thương mại điện tử buyvietnam.com.vn. Buyvietnam.com là website thương mại điện tử được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC. Buyvietnam.com.vn cũng là thành viên của website buyasean.gp. Trang thương mại điện tử này cũng như hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi phát triển vì hạ tầng công nghệ thông tin khá tốt, khuôn khổ pháp lý về thương mại điện tử cũng đã đầy đủ. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đã coi trọng các giao dịch thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm khách hàng. Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Trong khi đó, các mô hình thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Hạ tầng thương mại điện tử còn yếu. Nhiều trang thương mại điện tử thiết kế khá đơn giản, chỉ đơn thuần giới thiệu về sản phẩm, chứ chưa tạo được không gian cho sự tương tác giữa người mua và người bán. Thông tin về sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, phong phú, dẫn đến chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia, v.v. Trước những hạn chế của thương mại điện tử ở Việt Nam trong hoạt động xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp mong muốn Cục Xúc tiến Thương mại nâng cấp website buyvietnam.com.vn trở thành một cổng xúc tiến thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế, tăng cường liên kết với các website thương mại điện tử của chính phủ các nước trên thế giới, v.v. Ngoài ra, các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại nhằm hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại. Thông tin của các doanh nghiệp sản xuất, nhiều lúc tôi cũng rất là muốn tìm các cái nguyên phụ liệu hoặc các cái nhà cung cấp. Thế nhưng mà chỉ bằng cái mà quan mối quan hệ thôi. Thế nhưng mà nếu mà vào cái trang đấy mà biết được các cái nhà cung cấp sản xuất để mà làm việc và đặt đơn hàng với nhau thì đấy là một cái điều quả là tuyệt vời. Thế chắc chắn là sau cái đợt này tôi về tôi cũng sẽ tìm hiểu và để tham gia luôn vào các chương trình như này. Làm thế nào đó mà chúng ta có một cái tiếng nói chung và tạo ra một cái hiệu ứng làm sao để cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cộng đồng doanh nghiệp, để cho nâng cao cái sự quan tâm của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam tham gia vào cái thương mại điện tử. Được biết, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020. Do đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, v.v. là giải pháp để thực hiện thành công đề án và cũng là để đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.